Mỹ Thuật Laptop xin kính chào các bạn. Mình xin giới thiệu đến các bạn một chiếc laptop Sony có giá khoảng là 4.900.000 đồng. Thì đây là một chiếc laptop cũ, các bạn có thể mua về cho con em mình học online trong cái mùa dịch Covid này nha. Thì chiếc laptop cũ này thì ngoại hình tạm được thôi, các bạn có thể xem qua video để đánh giá ngoại hình của chiếc máy này. Tuy là một chiếc laptop cũ nhưng mà cái máy này nó sẽ đáp ứng đúng cái mục đích của các bạn mua để học online cũng như là nghe nhạc, xem phim, giải trí, làm cái công việc liên quan tới văn phòng nha. Thì mình đã kiểm tra đầy đủ các tính năng của máy này, cơ bản là hoàn chỉnh từ wifi, âm thanh, webcam, tốc độ khởi chạy ứng dụng. Và về ngoại hình thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem để các bạn có thể đánh giá và quyết định chọn mua hay là không mua nha. Thì con máy này sẽ có cấu hình là Core i3 RAM 4GB, ổ cứng HDD 500GB nha. Ở một mức độ chúng ta xài cơ bản khá là vượt qua. Thì máy với chất lượng âm thanh bình thường như các bạn đang nghe trên video. Viền màn hình thì họ làm bằng cái gon cao su á, thì theo thời gian cái gon này nó có chóc ra nha các bạn, nó có chóc ra thì nhìn nó hơi xấu thôi. Mình sẽ quay cho các bạn coi là cái gon nó như thế này. Thì do các bạn không thể đến cửa hàng để xem được nên toàn bộ tình trạng máy mình sẽ nêu rất là kỹ để các bạn có thể lựa chọn nha. Mình không có giấu giếm bất cứ tình trạng gì để tránh mất thời gian của hai bên. Thì cái gon này bây giờ nó hơi chóc nhẹ nhẹ nè, các bạn có thể thấy ha. Và đây là mặt ngoài của máy Sony VOS VF14. Máy này mình có làm bản lề nha. Bản lề nên khi các bạn thấy nó sẽ có một cái độ hở nhất định ở phía này. Mình làm bản lề do là làm bản lề không kỹ á nên nó cũng có độ hở một xíu. Tuy không đẹp lắm nhưng mà máy chúng ta vẫn bình thường nha. Bên đây nữa nè. Đây. Đấy. Thì do có làm bản lề á nên khi các bạn mở ra ta cũng mở bình thường thôi, tuy nhiên là nó sẽ không có khích lắm như là một chiếc máy chưa làm. Cơ bản mình sẽ báo rõ tình trạng nha. Thì chiếc máy này đang có giá bán là 4.900.000 đồng, chạy mượt mà cái ứng dụng. Mình sẽ bảo hành cho các bạn là 3 tháng phần cứng nha, bảo hành phần mềm trọn đời. Màn hình thì sáng đẹp, không có bị đớm, không có bị sọc gì hết. Máy thì sẽ trang bị đầy đủ cái cổng USB, trang bị DVD luôn, đời cũ có DVD luôn nha, cổng HDMI USB 3.0 và cổng mạng LAN. Cơ bản chiếc máy này thì mình thấy chỉ có hai cái vấn đề là mình không khá ưng ý thôi. Thứ nhất là gon màn hình nó hơi chày như vậy nè, thì nhìn cảm quan của mình thì mình cảm giác là mình không thích lắm, cơ bản là một ha. Cái thứ hai là nó hơi hở một xíu ở góc bản lề. Thì khi mà cái quá trình dịch bệnh nó kết thúc á, thì nếu có điều kiện các bạn có thể mang lại để cho bên mình khắc phục lại cái lỗi bản lề cho nó đẹp hơn, là bản lề nó đẹp hơn được lại nha. Còn hiện tại bây giờ dịch bệnh nên các thợ để sửa máy người ta đã nghỉ hết rồi nên mình chưa có khắc phục được vấn đề này thôi. Chứ những vấn đề này bên mình đều khả năng xử lý được nha. Thì tình trạng máy bên mình đều có nêu rõ chi tiết để các bạn có quyền lựa chọn và tham khảo thêm. Đây là dòng laptop cũ, vì thế ở mức độ ngoại hình tạm chấp nhận được trên 80% nha. Còn nếu các bạn cần một chiếc laptop mới hoàn hảo thì các bạn có thể chuyển qua mua laptop mới nha. Bên mình vẫn có bán dòng laptop mới luôn, phù hợp với đầy đủ mọi nhu cầu, từ chơi game cho tới làm việc văn phòng. Thì mình xin nhắc lại, đây là chiếc Sony VOS VF14 trang bị có mình Core i3 RAM 4GB HDD 500 có giá bán là 4.900.000 đồng. Khi mua máy các bạn sẽ được tặng kèm ba lô laptop, chuột không dây, lót chuột, túi chống sốc đầy đủ nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.